Bốn người đàn ông kém cỏi đối tốt với cả thiên hạ, chỉ tệ bạc với vợ mình. Kính thưa quý vị, đàn ông làm nhiều việc tốt với người dưng cũng không bằng làm một việc tốt với vợ mình. Chỉ có đàn ông thiếu bản lĩnh mới đối tốt với cả thế gian mà lạnh lùng tổn thương vợ mình. Dưới đây là kiểu đàn ông thiếu bản lĩnh kém cỏi. Anh ta có thể đối tốt với cả thiên hạ nhưng lại đối xử tệ bạc với vợ của mình. Phụ nữ nên nhận biết sớm để cả đời không phải khổ vì bị tổn thương ghẻ lạnh từ bạn đời. 1. Thích thể hiện trước mặt người khác. Phụ nữ thường nhầm lẫn giữa đàn ông thích thể hiện tự cao tự đại và đàn ông nhiệt tình vì người khác. Người đàn ông chân thành nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác mà không cần lý do mục đích. Nhưng người đàn ông thích thể hiện thì chỉ làm để khẳng định bản thân, làm đẹp thể diện của mình. Nếu bạn lấy phải người chồng này thì cả đời đều nghe theo người dưng khen chồng tốt, còn bản thân thì chịu trăm đắng ngàn cay vì thói vô cảm vô trách nhiệm của anh ta. Đàn ông ưa thể hiện, thích ra ngoài giúp người dưng để được ca ngợi, nhưng về nhà lại lười nhác. Họ không bao giờ giúp đỡ vợ, thậm chí sẽ nổi giận khi vợ nhờ vả, dùng lời lẽ khó nghe. Và cũng vì quá nhiệt tình với người ngoài nên những ông chồng này thường làm khổ vợ. Họ vì giúp người khác mà để vợ thiệt thòi. Chẳng hạn như họ cho người khác vay tiền mà để gia đình lâm vào tình trạng thiếu thốn, cũng chỉ vì muốn thể hiện bản thân có tiền. Nếu bạn lấy phải người chồng này thì cả đời đều nghe người dưng khen chồng tốt, còn bản thân thì chịu trăm đắng ngàn cay vì thói vô tâm, vô trách nhiệm của anh ta. 2. Dễ bị bên ngoài tác động. Những người đàn ông kém cỏi dễ bị bên ngoài tác động. Họ không có lòng tin vào bản thân hay gia đình, không có chính kiến riêng. Chỉ cần nghe người khác nói, họ có thể nổi nóng nghi ngờ vợ, hoặc chỉ vài lời ngon ngọt của người khác, họ cũng vội tin ngay mà không nghĩ đến hậu quả. Kiểu đàn ông này luôn gây tai họa cho phụ nữ vì họ không có khả năng bảo vệ vợ con, luôn bị người khác dắt mũi mà trở nên hồ đồ, thậm chí là vô tâm, vô tình. Ở cùng người chồng thế này, phụ nữ không thấy an toàn vì chẳng được thấu hiểu chở che. 3. Chỉ thích nói chứ không thích làm. Phụ nữ là sinh vật yêu bằng tai nên dễ bị đàn ông khéo nói quyến rũ. Dù vậy, đàn ông chỉ giỏi nói mà không giỏi làm lại là tai ương trong đời phụ nữ. Vì ngoài những câu nói dễ nghe, anh ta chẳng làm được gì cho bạn. Và hầu hết, đàn ông miệng ngọt cũng có thói tán tỉnh phụ nữ. Dù đã lấy vợ cũng khó yên phận. Anh ta xem việc chinh phục phụ nữ bằng nói năng là một tài năng, một thói quen khó bỏ. Lấy người chồng thế này, phụ nữ chỉ có thấp thỏm sợ bị phản bội. 4. Nhu nhược, không có chí cầu tiến. Đàn ông hiền lành hoàn toàn khác với đàn ông nhu nhược, không có chí cầu tiến. Đàn ông hiền lành sống có đạo lý, biết giữ gìn, kiềm chế và không làm chuyện có lỗi với bất kỳ ai. Ở bên người đàn ông này, phụ nữ luôn cảm thấy an tâm. Ngược lại, đàn ông nhu nhược chỉ thích dựa dẫm vào người khác và chống đối vợ mình. Anh ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, còn vợ con thì không quan tâm tới. Anh ta cũng không có ý chí cầu tiến trong công việc, thích hưởng thụ cho hiện tại hơn là nghĩ xa cho tương lai. Lấy phải người chồng thế này, phụ nữ cả đời nếm trải buồn phiền thất vọng. Phụ nữ lấy chồng thì hãy chọn người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm và chân tình để bảo vệ, là chỗ dựa cho mình cả đời. Bởi đàn ông không có bản lĩnh, thiếu chân thành chỉ là tai họa, gánh nặng, khiến phụ nữ khóc hết nước mắt một đời. Quý vị thân mến, người phụ nữ nào cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân êm ấm và thuận lợi. Bản thân luôn được thoải mái và vui vẻ trong quá trình chung sống bên cạnh người đàn ông mình chọn. Thực ra, để làm được điều đó cũng không hề khó đâu. Nếu phụ nữ có thể thủ cho mình những thói quen sau, chắc chắn bạn sẽ luôn được thanh thản và vui vẻ trong cuộc hôn nhân của mình, dẫu sóng gió thế nào. 1. Thay vì tìm cách làm hài lòng chồng, hãy đặt cảm xúc của bản thân lên đầu tiên.
khi đã kết hôn thì gia đình là của chung hai vợ chồng, là trách nhiệm của cả đôi bên chứ không riêng ai. Khi đã trở thành vợ, nhiều người luôn nghĩ rằng nếu họ lo toan tốt việc nhà, chăm sóc con cái chu đáo, đối nội đối ngoại hoàn hảo đâu ra đấy, chắc chắn sẽ giữ trọn được trái tim người chồng. Ai có thể không siêu lòng trước người phụ nữ toàn tâm toàn ý lấy chồng mình chứ? Có thể cách làm ấy khiến người đàn ông cảm kích trước sự tần tảo hy sinh của vợ. Thế nhưng, với những gánh nặng ấy trên vai, người phụ nữ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực. Cuộc sống của họ sẽ trở nên bí bách, ngột ngạt, không bao giờ có được phút giây thảnh thơi nhẹ nhõm dành riêng cho bản thân. Khi bạn luôn sầu muộn kêu than thì người ở cạnh bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi theo. Rõ ràng người vợ hy sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng cuối cùng người đàn ông lại không thể vui nổi với sự hy sinh ấy. Ở nhà với vợ làm anh ta nhàm chán, chán trường. Điều đó dễ dàng khiến anh ta tìm đến người phụ nữ khác bên ngoài có khả năng khiến anh ta được thư giãn và thả lỏng. Chính vì thế mà trong hôn nhân, việc làm hài lòng người bạn đời, đáp ứng những nhu cầu của chồng không quan trọng bằng việc khiến bản thân bạn hạnh phúc trước tiên. Bạn hãy làm gì bạn cảm thấy thoải mái và yêu thích để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập niềm vui. Niềm vui, sự yêu đời của bạn sẽ lan tỏa sang người khác như một thứ ánh sáng rạng rỡ thu hút người xung quanh lại gần. 2. Chỉ cho đi tương đương với những gì được nhận lại. Có đi có lại luôn là một quy tắc quan trọng hàng đầu trong các mối quan hệ, kể cả là trong hôn nhân cũng vậy. Giữa vợ và chồng, sự cho đi nhận lại phải tương đồng với nhau thì mới duy trì được cán cân hôn nhân luôn cân bằng. Nếu tình cảm và công sức bạn cho đi nhiều hơn những điều bạn nhận được, bạn sẽ rơi vào tâm lý oán trách, bất mãn, tủi thân. Ôm những cảm xúc ấy sống trong hôn nhân thì người phụ nào có thể bình yên và vui vẻ. Chỉ cho đi ngang bằng với những gì mình nhận lại, gạt bỏ những người không còn xứng đáng ra khỏi cuộc đời của mình, sẵn sàng kết thúc hôn nhân để đi một con đường khác. Những điều đó sẽ khiến phụ nữ tránh được rất nhiều đau khổ thừa thãi. 3. Lời nói hành động luôn mềm mỏng nhưng trái tim đầy cứng rắn mạnh mẽ. Dịu dàng ngọt ngào là thứ vũ khí sắc bén của người phụ nữ. Đừng bỏ phí thứ vũ khí ấy nhé. Hãy luôn cư xử với người đàn ông của mình và cả những người xung quanh một cách mềm mỏng nhẹ nhàng. Làm được điều đó, ai cũng sẽ yêu quý bạn. Cuộc sống của bạn cũng trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài mềm mỏng ấy, chắc chắn phải là một trái tim cứng rắn mạnh mẽ. Bởi cuộc đời còn chứa đựng vô số khúc quanh và những gập ghềnh mà bạn không thể biết trước. Nếu không sở hữu một trái tim mạnh mẽ, bạn rất dễ dàng gục ngã. Độc lập và mạnh mẽ trong trái tim sẽ giúp phụ nữ luôn đứng vững giữa cuộc đời. Dù sóng gió ra sao, dù người đàn ông bên cạnh bạn đổi thay thế nào, bạn cũng sẽ luôn lạc quan tiến về phía trước. Nếu đã từng phải khổ đau vì đàn ông, đã phải khóc đến nhòe mắt, thì phụ nữ hãy dặm thêm phấn, tô thêm son mà thuộc lòng những bí quyết đắt giá để trở thành người phụ nữ quyến rũ này. Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ, trước tiên chị em cần học cách giúp mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Bởi khi đã có hạnh phúc, bạn sẽ có được sự tự tin, viên mãn và bất cần. Đấy chính là chất men say khiến đàn ông dù cứng đầu đến mấy cũng bị mê hoặc. 1. Thay vì vứt bỏ tất cả mà chạy theo một gã đàn ông, phụ nữ thông minh hiểu rằng bản thân và gia đình mới là điều đắt giá nhất đời họ. Bởi lẽ, người đầu ấp tay gối với mình hôm nay nhưng ngày mai đã có thể là chồng của người khác. Chỉ gia đình, bản thân mới không bao giờ phản bội bạn. 2. Đời phụ nữ có thể đánh mất tất cả nhưng đừng bao giờ vuột mất nụ cười. Nụ cười không chỉ khiến tâm trạng của bạn khá hơn mà còn giúp bạn có cái nhìn lạc quan về mọi điều trong cuộc sống. U uất, sầu đau chỉ làm đời bạn thêm trông chênh. 3. Phụ nữ có thể uống rượu nhưng đừng uống quá say. Kiểm soát lượng cồn nạp vào người
đồng nghĩa với việc bạn đang biết cách giữ phẩm giá của bản thân. Đặc biệt, dù say đến mấy cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi cho người yêu cũ. Hành động bồng bột ấy sẽ khiến bạn phải cúi đầu khi gặp lại đối phương. 4. Đừng vội vàng yêu ai đấy chỉ vì cô đơn. Đừng lợi dụng tình yêu của một người đàn ông để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Phụ nữ thông minh là người biết chọn lấy người đàn ông là mảnh ghép hoàn hảo cho mình, đúng người, đúng thời điểm. 5. Phụ nữ cần lương thiện nhưng đừng quá hiền lành. Bạn chẳng việc gì phải cả nể người khác trong khi họ chỉ nghĩ cho bản thân. Phụ nữ bản lĩnh nhất là khi dám nói lên suy nghĩ của bản thân, dẫu nó có đi ngược lại với số đông. 6. Một người phụ nữ cuốn hút sẽ không bao giờ lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả chồng. Họ có sự nghiệp riêng, nỗ lực kiếm tiền để nếu chẳng may đối phương thay lòng, họ cũng không lâm vào đường cùng đánh mất tất cả. 7. Phụ nữ đừng bao giờ keo kiệt với chính mình. Mua mặt nạ dưỡng da, chiếc túi đắt tiền, đôi giày yêu thích hay chiếc đầm ngủ bằng lụa là cách bạn nuông chiều bản thân đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Chẳng những giúp bạn trông xinh đẹp cuốn hút hơn mà bởi bạn xứng đáng được yêu thương. 8. Nếu phụ nữ nông cạn có rất nhiều bạn bè thì phụ nữ hấp dẫn chỉ có vài người bạn thân. Họ chỉ chơi với những người mang lại nguồn năng lượng tích cực và khiến bản thân thoải mái, hạnh phúc. Việc già lả cười đùa, cố gắng đi chung dù biết đối phương chẳng ưa gì mình là điều một người phụ nữ thú vị không bao giờ làm. 9. Phụ nữ cuốn hút thú vị nhất là khi có sự từng trải. Hãy thôi mơ mộng về chàng hoàng tử, bởi bạn chẳng phải là công chúa. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể mơ về người đàn ông vững chãi, một lòng sắt son với mình. 10. Phụ nữ nhất định phải có sự nghiệp riêng, dù lấy chồng sinh con cũng đừng từ bỏ, bởi công việc không chỉ giúp bạn kiếm tiền, nó còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, không bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa.